tranh thủ kiến thức, kinh nghiệm, nguồn lực tài chính từ những tập đoàn giáo dục hàng đầu quốc gia đang là một cách làm hay, đi tắt đón đầu để xây dựng mô hình giáo dục hiệu quả. Trường Liên cấp Hồng Đức là một ví dụ tiên phong trong lĩnh vực này ở Hưng Yên. Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Hồng Đức được thành lập tháng 7 năm 2007 tại trung tâm thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Sau gần 18 năm xây dựng và phát triển, nhà trường không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo và đạt nhiều thành tích đáng tự hào. Nhiều thế hệ học trò trưởng thành từ mái trường này đã và đang học tập, làm việc ở nhiều miền tổ quốc, đóng góp một phần không nhỏ vào xây dựng quê hương, đất nước. Tháng 3 vừa qua, trường Hồng Đức đã trở thành thành viên chính thức của hệ thống giáo dục Ban Mai School BMS thuộc tập đoàn giáo dục IGC, một trong những tập đoàn giáo dục uy tín hàng đầu Việt Nam. Gia nhập hệ thống giáo dục BMS, trường Hồng Đức nhận được nhiều sự hỗ trợ ngành dọc từ hệ thống. Cụ thể, trong công tác chuyên môn, ban giám hiệu nhà trường đã nhanh chóng có những định hướng, chiến lược phù hợp để đổi mới và phát triển chất lượng chương trình, phương pháp dạy và học ngay trong năm học mới 2024-2025. Ở bậc tiểu học, nhiều hoạt động như tổ chức sinh hoạt dưới cờ, lớp học ngoài trời, bài tập về nhà, góc học tập trong lớp giúp các em hứng thú hơn, hiểu bài nhanh và biết áp dụng kiến thức và kỹ năng được học. Hôm nay chúng con được học ngoài trời về tiết tìm hiểu về cây hoa hồng và viết văn. Con được cô dạy là tả được về hoa hồng, lá hoa hồng, thân hoa hồng và những chiếc gai li ti ở thân hoa hồng ạ. Đối với những cái tiết tập làm văn, quan sát và miêu tả cây cối này thì khi lên lớp các con viết bài sẽ tốt hơn bởi vì nó gắn liền với cảm xúc của trẻ con và các con được quan sát thực tế và thực sự trải nghiệm với cây cối để có thể lên lớp có những cái kiến thức được thực tế là vận dụng vào cái bài làm của mình. Với bậc trung học, nhà trường đầu tư làm mới các trang thiết bị phục vụ học tập, học sinh được quan tâm hỗ trợ nhiều hơn về các chương trình học, kỹ năng sống, rèn luyện thể chất, tư vấn định hướng nghề nghiệp trong tương lai, giúp các em có thể tự tin chinh phục những thử thách vươn tới thành công trên chặng đường học tập tiếp theo. Để phụ huynh yên tâm khi gửi gắm con em vào học, trường Hồng Đức đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục, chuyên nghiệp hóa dịch vụ xe tuyến, bếp ăn và chăm sóc học sinh bán trú, tạo dựng môi trường cảnh quan gần gũi với thiên nhiên, thân thiện với môi trường, hài hòa giữa cây xanh, ánh sáng và không khí trong lành. Hồng Đức thì có bề dày gần 18 năm trong việc phát triển giáo dục ở bậc trung học phổ thông. Và trong những năm gần đây thì nhà trường đã tiên phong trong việc đưa giáo dục phát triển toàn diện vào bậc tiểu học và trung học cơ sở, giúp các con học sinh phát triển không chỉ về kiến thức mà còn cả kỹ năng và phẩm chất. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tập trung vào 3 mục tiêu chính. Thứ nhất là nâng cao chất lượng đào tạo, phát huy cái truyền thống của trung học phổ thông và cải tiến toàn diện bậc trung học cơ sở và bậc tiểu học. Thứ hai là phát triển một cái hệ thống vận hành và quản trị chuyên nghiệp. Và thứ ba là nâng cao chất lượng và đảm bảo an toàn cho các con học sinh cũng như là xây dựng một cái môi trường học tập thật hạnh phúc cho các con khi tới trường mỗi ngày. Sau khi gia nhập hệ thống giáo dục BMS, trường Hồng Đức sẽ tập trung phát huy những giá trị giáo dục ưu việt của hệ thống để trở thành trường liên cấp chất lượng cao, đáp ứng mong muốn của phụ huynh, góp phần đào tạo ra những thế hệ công dân toàn cầu.